Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Mùi trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi Mùi trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Năm 2021, vận khí tuổi Mùi biến động mạnh, hung vận lấn át cát vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước mà dễ bị kích động sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến mọi phương diện cuộc sống đều bị chi phối ít nhiều. Công việc khó khăn hơn trước, vận quý nhân không nhiều trong khi tiểu nhân lại vượng. Đương số có một năm lắm vất vả, nhiều lo toan, tự làm tự ăn, không trông chờ vào may rủi. Tuy nhiên, 2021 cũng mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực bản thân, khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu biết vận dụng tốt, tuổi Mùi vẫn có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng nên nhớ, cái giá phải trả cũng rất đắt, cần chấp nhận đánh đổi. Các mối làm ăn, kinh doanh hay đầu tư sinh lời, gặp may mắn. Mệnh chủ cũng có, số hưởng, được đi tới nơi cao sang, ăn nhiều của ngon vật lạ. Có điều, cần chú ý đề phòng hao tán tiền của hoành hành. Hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc. Hạn chế đầu tư mạo hiểm kẻo tiền mất tật mang. Gia đạo có nhiều bất ổn, tình cảm vợ chồng giảm sút, cần thời gian để sẻ chia và bồi đắp nhiều hơn. Người độc thân đào hoa kém sắc, dễ bị vết thương lòng do chia ly cách biệt. Sự nghiệp. Tâm tính tuổi Mùi kích động mạnh, hay nóng vội, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh này sinh suy nghĩ kỳ quái như thể muốn phá vỡ mọi quy chuẩn, nguyên tắc vốn được thực hiện khá tốt bấy lâu nay. Thậm chí có người muốn bỏ việc, muốn ẩn mình trong các tôn giáo tâm linh, từ đó, bản mệnh khó gò mình trong khuôn khổ nhất định. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, vợ chồng, khiến lộ trình thăng tiến vốn đã lắm áp lực lại thêm nhiều chông gai. Trong năm 2021, tuổi Mùi muốn tự do tự tại, ham chơi biếng làm. Tất cả các yếu tố này đều gây bất lợi cho quan lộ của đương số. Theo đó, năm 2021 không nhiều cơ hội thăng tiến hoặc nếu có, mệnh chủ phải vô cùng vất vả, tự đấu tranh với chính bản thân mình cũng như những tác động khách quan bên ngoài. Tài lộc. Năm 2021, lộ trình cầu tài của tuổi Mùi gặp không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Kiếm tiền khó khăn hơn trước, tiền vào cửa trước ra cửa sau, áp lực kinh tế lớn, chi tiêu khá eo hẹp, cần lấy tích lũy làm trọng. Hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc. Hạn chế đầu tư mạo hiểm kẻo tiền mất tật mang. Người làm công ăn lương hay những ai chỉ có nguồn thu nhập chính sẽ ít chịu tác động hơn. Ngược lại, những ai làm tư, làm chủ hay trong nhóm kinh doanh dễ bị phá tài, hao tổn tiền bạc do ít vận may. Đa phần đều phải tự làm tự ăn, không trông chờ may rủi. Nói như vậy không có ý ám chỉ tài vận năm 2021 của tuổi Mùi quá ảm đạm. Bởi vẫn có những thời điểm có cơ hội kiếm tiền rất mạnh. Nhưng chỉ những ai chủ động nắm bắt thực sự nỗ lực và biết quản lý tiền bạc mới có tiền chảy về túi. Trái lại, người lười nhác, thiếu kế hoạch cũng như mục tiêu tài chính rõ ràng hoặc tiêu xài lãng phí chỉ để thỏa mãn hưởng thụ bản thân thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn tiền đổ về túi người khác mà thôi. Tình duyên. Tình cảm của người tuổi Mùi xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Tình cảm vợ chồng giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Rất cần thời gian để sẻ chia và hóa giải mâu thuẫn. Nếu có thể, vợ chồng nên sắp xếp đi du lịch xa, tìm cách hâm nóng tình cảm, có như vậy gia đạo mới sớm được yên ổn. Việc sinh con năm 2021 cũng cần cân nhắc kỹ càng, tránh bất đồng quan điểm rồi dẫn tới cãi vã. Người độc thân đào hoa kém sắc, lại có những suy nghĩ kỳ quái, dù có không ít người theo đuổi nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra yêu cầu quá cao. Hoặc giả tìm được người ưng ý nhưng tình cảm nhanh phai nhạt, dễ bị vết thương lòng do chia ly cách biệt. Sức khỏe. Tử vi tuổi Mùi 2021 về phương diện sức khỏe có hung cát đan xen. Đa phần tinh thần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực kích phát bệnh về thần kinh như đau đầu, mất ngủ thường xuyên, hay khí huyết kém lưu thông gây mệt mỏi, căng thẳng. Nữ mạng dễ mắc các bệnh về tiêu hóa và phụ khoa. Nam mạng suy nghĩ kỳ quái, hành sự thiếu kiểm soát, dễ bị tổn thương tỳ vị, tim phổi. Ngoài ra, tai ương ập đến bất ngờ, đương số thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhẹ cũng thương tật tứ chi, nặng thì nguy hại tính mạng.
Chi tiết tử vi năm 2021 cho từng tuổi Mùi. Tử vi 2021 tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sa Trung Kim. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, mưu sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở, dễ vấp phải những vấn đề và trở ngại bất ngờ hoặc lòng người cháo trở không thể đoán trước. Tài vận cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và thu phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm đương số giải quyết được vấn đề khó mà người khác vốn đã bỏ cuộc, đây chính cơ hội để nâng cao uy tín và lòng tin từ mọi người xung quanh. Trong năm những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi hơn chút. Tử vi 2021 tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 Thiên Hà Thủy. Trong năm 2021, vận trình của người tuổi Đinh Mùi không được lý tưởng. Ảnh hưởng lớn nhất nằm ở đường công danh sự nghiệp. Công việc gặp nhiều khúc mắc, dễ bị cả điều kiện chủ quan và khách quan tác động gây cản trở, họa thị phi rình rập khiến tình hình tài chính sụt giảm theo đó. Ngoài ra, hàng loạt áp lực ập đến khiến tình trạng sức khỏe của con giáp này không được như ý, có thể ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống ngủ nghỉ bản thân, cơ thể có dấu hiệu suy nhược. Tử vi 2021 tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 Thiên Thượng Hỏa. Người tuổi Kỷ Mùi trong năm 2021 không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Dù ít hay nhiều thì cũng sẽ đụng phải chuyện không như ý, khiến kế hoạch đề ra không được thực hiện hoặc tiến hành chệch hướng với mong muốn ban đầu. Đương số mưu sự khó thành, dễ lâm vào tình trạng bế tắc. Thực ra nguyên nhân chính cũng bởi sự tự tin thái quá và có phần độc đoán. Chỉ vì tin những gì mình nghĩ nên kế hoạch cứ mãi quẩn quanh, không có sự đột phá. Đồng thời, sức khỏe trong năm cũng có dấu hiệu sụt giảm khá rõ. Thời điểm này rất cần sự thay đổi để vượt qua nghịch. Tử vi 2021 tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 Lộ Bàng Thổ. Tuổi Tân Mùi trong năm 2021 sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đây là tin không vui nhưng bạn chớ nên vì thế mà nản lòng, vận mệnh nằm trong tay ta, bạn vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình. Chỉ cần trong năm bạn chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói, hành động có chừng mực, dùng một trái tim nóng và cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì quá đáng ngại. Tài lộc có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản. Đồng thời, còn dẫn đến sức khỏe không tốt, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ va chạm giao thông. Tử vi 2021 tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 Dương Liễu Mộc. Tuổi Quý Mùi khó mà có một năm mới suôn sẻ như ý muốn được. Có những thời điểm tưởng chừng như mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi thì bỗng dưng xảy ra vấn đề nửa chừng khiến công sức trước đó đổ sông đổ biển. Trong những thời điểm bế tắc, con giáp này dễ nghe theo lời dụ dỗ mà làm chuyện xấu, chuyện tổn hại cho chính mình, nghiêm trọng hơn còn mất tiền mất của, mất lòng tin trong lòng trưởng bối. Nhân duyên trong năm không như ý, có thể xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, thầy cô. Tình hình sức khỏe bất ổn, cần đề phòng bị thương do va chạm giao thông. Tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 sa Trung Kim. Nhìn chung những đứa trẻ tuổi Ất Mùi đa phần sẽ khá hiếu động, nghịch ngợm, không chịu ngồi ngoan ngoãn một chỗ. Điều đó có thể khiến trẻ vô tình bị ngã, va đụng tổn thương cơ thể và hoạt động phát triển của trẻ sau này. Các bậc phụ huynh cần theo sát con để tránh cho con những sự cố không đáng đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.